nhấn nó vô cái hình là được. Ok, thấy Nè nè, còn cái đó là cái thân hay nha. Còn bây giờ cái thân shape á, là xét cái cột ở trên thì mình có front, central, back. Thế thì central á, mình nhớ cái central là nó nằm ở trên cái dọc này nè, là chỉ có ba âm thôi, ơ ngắn, ơ dài với lại cái âm ớ phải có đó. sub Như vô vậy lộ không em? trước Dâm nó sẽ là front. Yeah. mất ai Ủa được rồi, chưa xích mọi vào người? xíu, xích vào bên trái. Vào trái nào. Rồi, ok Ok. ha. Nè, mày cứ nhớ là những âm mà nó nằm ở trên cái đường chính giữa này thì nó là central, thì chỉ có ba âm thôi. Âm ơ ngắn, ơ dài với âm ớ. Thì trước tụi nó sẽ là front và sau tụi nó sẽ là back. Thì đó là thành là front nè. Như vậy cái đống này là back. Trừ cái đống U này, thì cái đống U này người ta cũng sẽ đi so sánh theo cái cardinal value number 8. Thì nếu như mình thấy là cái thằng U mà người ta so sánh là cái thằng U này nè, là nó gọi là nó sao ta? Ở đây nó là back rồi, thì thằng này nó sẽ less back hơn. Thì cái thằng U này nằm ở đây, tức là nó sẽ, thằng này nó là back thì thằng này nó sẽ ít back hơn so với lại thằng này. Là less Cho back nên người ta là để... cardinal number A. Đúng rồi. Còn cái thằng U này nè là nó gần với lại central. Cho nên nó sẽ kêu là nearer central than cardinal value number 8. Đó. Là hai thằng U là mình sẽ so sánh với Đúng cardinal rồi. Trong cái này thì hai thằng U sẽ đi so sánh với cardinal value number A. Còn ở trên đó thì ngoài hai thằng U ra thì nó sẽ còn có thằng A ở dưới nữa, nó sẽ đi so sánh với lại cardinal value number 4. dài Ok chưa? ai dài nhá hả ai Rồi. dài Ai dài nào? ai dài so Nè, thằng A này nè, thằng A mà con bướm á. Ai rồi. Còn ở dưới này là về leaf shape á, thì nó cũng gần giống như là này, nó cũng giống như là cái thằng thân shape luôn á. Tức là nếu như thằng thân shape mà nó là front thì leaf shape của nó sẽ là spread. Đúng không? Còn thân shape của nó mà là back thì cái thằng leaf shape của nó sẽ là neutral đó. Còn thân shape của nó mà là central thì leaf shape của nó sẽ là, ơi xin lỗi, neutral nó nằm ở giữa, nó nằm ở giữa thì nó là neutral. Bên đây gọi là rounded, còn bên này gọi là spread đó. Vậy thôi á, trừ trừ cái thằng A này nha, trừ cái thằng A dài, thằng O dài ở đây nè, thằng O dài ở trên này thì nó là back nhưng mà ở dưới này nó lại là neutral nha. Rounded thì chỉ có U U O O thôi, còn E ơi U với O là rounded đó, chưa? U với O là rounded, ở giữa là neutral, bên tay trái là spread. Em mày tao nhớ nó có một cái gì mà dù âm AE á nó là ngắn nhưng mà nó lại là gọi là cái gì hết cancer hay là nó ngắn nhiều, mặc dù thì nó dài nhưng nó là ngắn AE. Hai thằng này á, thằng E với thằng AE này là tụi nó là short, nó đều là ngắn thôi. Nhưng mà thông thường á thì short thì nó sẽ là lax, nhưng mà riêng Đúng thằng AE này á, nó short nhưng mà nó là tense. rồi. Ok. Là âm mà short thì sẽ là left. Còn Ngắn. âm nào mà long thì sẽ là tense, ngoại trừ Đúng rồi. thằng Thằng AE. AE, đúng rồi. Ok. Short thì nó sẽ không có dấu hai chấm, còn long thì nó có dấu hai chấm. Rồi, vậy là xong vowel nha. Ok. Còn cái Nếu như thằng mà cái này này á,
Nãy giờ có nói cái khác nhau giữa vowel với consonant chưa? Vowel consonant từ cái tiêu chí so sánh tụi nó khác nhau thôi. Là thằng này thì nó đi sẽ đi so sánh trên thân shape, trên thân height, lip shape, rồi length với lại thinness với lại long short. Xong. Còn còn vowel, còn consonant đó thì nó sẽ đi so sánh dựa trên nó sẽ phân biệt dựa trên place of articulation với lại manner of articulation. Nó là gì đó. Ê mày cái này sao mà nhớ được mày? Cái bản consonant này. Ủa rồi mình nhớ rồi mà, mình học rồi mà. Đọc cái này ngay cái này đọc thì lại á. Đâu biết hả? Làm được. Ấy là mày kể cho mày phải kể cái bản ra. Ờ xong rồi mày học cái âm hàng ngang thì ủa em đó. Ủa phần em đó là Wallace hả? Hả? Nào. Em đó là Wallace hả? Thằng M hả? Ừ, thằng M, thằng em á. Thằng này hả? Wallet. Wallet. Voiceless. Wallet hả? Ờ. Nói giờ tôi là voice. Ờ, sao tôi thấy thầy để là voice á? M là voice, sao wallet ta? Ờ, M. Đâu, từ từ. Để tôi coi. Tôi thấy thầy để cái bảng là voice á. Có bị lỡ đâu? Từ để tôi kiếm lại cái bảng nó có nằm đâu rồi. Em mọi người, nó vẫn học cái lưỡi hả? Cái lưỡi hả? Cái lưỡi mà gì bắt lay cười rút đó hả? Em phải là right here rồi. Đó, nó nằm trong cái đó đó, bảng đó đó mà. Cái sao? Cái là cái cấu trúc ấy. Cái gì đó trong hả? Cú hổng hả? Trong cái sách cái chữ M nó là trong sách cái chữ M nó nằm bên tay trái á. Nhưng mà cái bảng của thầy thì chữ M là bên tay phải. Bảng nào đâu? Ở đâu má? Bảng nào má? Nè, đây gửi cho. Khoan khoan để mình tỉnh ra tôi sẽ sửa xếp vấn đề. Ê, nói nghe là tao vẫn chưa phân biệt được cái âm S và âm Z. Cái nào âm hả? Nghe em rõ nè, cái bảng của thầy nè, cái âm âm em đằng sau á là cái âm ví dụ như he's is này kia mọi người. Theo như cơ bản mà ai cũng biết là âm M thường thường nó sẽ là voi chứ không phải voi liền. M là đâu phải là voi liền. M rung mà mọi người. M thử xem phải phải voi chứ. Phải là voi chứ đúng không? M nó là voi sao? Ủa vậy là cái song sách nó sai hả? Ủa đâu lấy lụm đâu đó. Không phải, trong sách đó là nó không có để dấu cộng, dấu trừ, dấu cộng á, cho nên là nó để cái chỗ nó tùm lum vậy luôn. Thầy mới nói là trong sách thì phải xem xét kỹ. Học xong cái bản của thầy á. Cái hình quang lấy đâu vậy? Hả? Hình quang lấy đâu vậy? Hình công thì như vậy. À, tôi tưởng là lấy trong sách. Vậy là cái âm M này là M này phải là voice. M này là voice đúng không? Đúng rồi. Thì chưa còn nữa nè. Cái âm W với luôn. Âm W với coi kỹ nha. M W đúng rồi. Thấy chưa? Còn nữa không? Âm M với W đúng không? Quên rồi, cái này đánh okay. Máy trong nó bị lỡ máy luôn. Hèn chứ cái hình tượng cũng lấy trên mạng bố trí cái giống như cái hồn hay gì đúng rồi tôi lấy trên mạng luôn. Ồ.
cái gì nữa nghệ sĩ. Mấy cái này là mình biết hết rồi đúng không? Đâu cần. Cái nào? Cái nào không đâu hả? Cái cấu trúc đó hả? Không, nó biết rồi. Mấy đó nhớ rồi. Nhìn cho mới nhớ thì nha. Coi lại tự nhớ thôi cái gì. Ờ, coi lại tự nhớ. Bây giờ mình sẽ qua tới cái phần này cho mọi người. Phần gì mày? Cái gì cơ? Cái câu đờ hả? Đúng rồi. Rồi, nói đi. Thực ra là bây giờ mình cứ nhớ đúng cái quy tắc là cà phê phở tái luôn nằm ở giữa nha. Cà phê phở tái em luôn là làm được hết. Anh ơi, mình có thể zoom lên không? Tao không thấy. Cà phê phở tái. Ủa vậy hả? Mày ấn vô cái màn hình của thằng An á là nó bự nè. Không có má ơi. Nó bị kiểu cái hồ là nó nhảy cái hình của anh à. Đây cái này nó cũng là mày đừng có ấn cái người đang nói, mày ấn của thằng An nó khóa luôn như tao nè. Là chỉ show có thằng An thôi, mày ấn vô hình thằng An luôn á. Dạ, sao có pin? Cái này đâu có pin đâu, này có pin screen đâu. Nhưng mà nó khóa. Của tao là lock. Của tao là khóa luôn đi nè, là của thằng An thôi, tụi bay nói là mày nói. Không có nè. Có. Biết rồi tao. Có. Ok, hiểu rồi. Rồi cái này đúng rồi. Đợt tức quá. Rồi, ví dụ lấy ví dụ này nha. Khoan, An. Hồi nãy ông nói là cái cà phê phở tái. Cà phê phở tái luôn đứng ở giữa. Ở giữa đây là cái phần nào? Nè, giờ vậy ha. Đông mất mẹ nó kêu đây. Cà phê phở tái là mấy cái thằng chữ âm K nè, âm S nè, âm P nè, âm thờ nè. Ví dụ như mà nó đứng ở onset, nó là onset á, thì mình biết rằng là onset nó sẽ có ba thằng đúng không? Một là pre-initial, initial với là post-initial. Thì nếu như mà cứ ba thằng này là nó xếp vô cái thằng ở giữa, tức là cái thằng initial. Ok. Để nó không bao giờ nằm đầu với cuối đúng không? Đúng, nó không bao giờ nằm ở hai bên hết trơn á. Đó. Rồi. Rồi còn nếu như mà nó nằm ở coda á, nó nằm ở coda á, thì mình biết coda nó sẽ có ba thằng chính là pre-final, rồi final, rồi post-final. Mặc dù là post-final nó sẽ có nhiều hơn nữa, nhưng mà mình cứ nhớ nó là post-final nha. Thì lúc nào cái cà phê phở tái nó sẽ nằm ngay final, tức là nằm ở giữa nè. Ok, hiểu. Rồi, thì tiếp theo sau đó mình sẽ xét thôi. Mình xét tiếp nữa là nó sẽ rất là dễ luôn. Còn ở giữa onset với lại coda là nó sẽ là pick. Hả? Nghệ sĩ nào đang ở ngoài? Nghệ sĩ Trân. Nghệ sĩ nào đang ở ngoài? Nó hơi chở chở. Tao nghe tiếng vọng lại. Tiếng mỗi tầng phải không? Nghệ sĩ nào á? Nghệ sĩ Trường nè, Trường đi đâu mất mẹ rồi. Không đâu, nghệ sĩ Trường nó có tai nghe quán nét mà. Hoàng á, nghệ sĩ Hoàng á. Nghệ sĩ Hoàng ơi, đâu có bị Hoàng đâu. Nè, thì tất nhiên mày không bị gì rồi. Mày để tai nghe đi. Lúc mày vô là bị luôn á. Nghe vô đi bé. Không thôi tắt mic. You have two option nha, một là đeo tai nghe, hai là tắt mic. Là đeo giờ đeo tai nghe đúng không? Yeah. Ừ. Thôi coi nó có bị nữa không? Hay sẵn lần này tôi thấy để một vấn đề mọi người. Cái tiếng của tôi không bị vọng lại vậy. Tiếng tôi không bị vọng lại vậy. Tiếng của An, tiếng của Trân, tiếng Tú bị vọng thì tiếng tôi không bị vọng. Đúng không? Vậy hả? Để kỹ không? Nãy giờ có nghe tiếng tôi bị vọng lại không? Trời. Mày có nói đâu? Có tiện đâu? Đó, có, đây nói mà. Đâu có xịn, đâu có giọng đâu. Thấy chưa, xịn chưa, xịn là chỗ đó. Tao có nói là lần nào đâu mà nó giọng. Không, mày đâu giọng mày. Rồi. Giọng như cái nẻ của mày. Là mày đâu muốn. Buông hoàng chưa tắm. Hoàng ơi, đừng có tắm cái mặt.
Ê, cô tiến sĩ thực hành quá, kêu làm gì kìa. Hả? Phim bán tại giáp không? Phim bán cái gì cơ? Phim bán một đứa nào phải ra ngoài vậy? Rồi nè, bây giờ á, còn cái kích này là của sao nó vẫn nó bị vậy? Mới đầu vô á, bên kia là mình phải đi tìm cái kích này trước. Đó, thì tìm nó bằng cách nào? Kích này nó chính là những cái vowel. Cứ có vowel thì nó chính là pick. Như vậy trước pick là onset mà sau pick nó là coda. Là code. Ừ. Rồi, ví dụ như lấy cái chữ pick này đi ha. Thì nếu như mà mình phiên âm ra thì nó sẽ là for if k. Đúng không ta? F the for. Rồi. Với lại ed ở đây sẽ phát âm là chữ k. Đúng không? Thì mới vô mình sẽ đi tìm cái thằng pick trước. Thằng pick nó là thằng vowel. Thì ở đây vowel chính là thằng y này nè. Đúng không? Như vậy cái thằng y này chính là thằng pick. Phải không? Vậy trước cái thằng pick thì nó sẽ là thằng onset. Mà sau cái thằng pick coda. Tức là cả cái đống này nè thì nó sẽ là coda. Đúng không? Như vậy. Đấy, thì cái thằng này nè, nó nằm ở trong nhóm phở tái đúng không? Thằng F nè, phở tái phê đó. Cà phê nó nè. Thì nó sẽ luôn luôn nằm ở initial. Như vậy chỗ này nó sẽ là initial. Đúng không? Ờ được. Rồi. Đó. Còn phía sau nè, thì mình thấy là nó có cái thằng này. Thằng khờ nè, nó là cà. Đúng chưa? Thì nó sẽ luôn luôn là final. Nè. Đúng rồi, nó sẽ luôn luôn là final. Tại vì nếu như mà mình không nắm cái quy tắc này thì mình sẽ tự mình áp vô cái thằng này nó nằm trước là pre-final, final, post-final là sai. Đúng không? Đấy. Như vậy cái thằng cờ này nè, đó cà phê phở tái luôn nằm ở final. Cho nên cái thằng này nó sẽ là final. Thì như vậy hai cái thằng này nó sẽ là final. Đúng rồi. Đó, hai thằng này thì nó sẽ lần lượt, cái thằng này sẽ là post final one và thằng này nó sẽ là post final two. Đấy. Ghi như vậy là có xong. Đó. Rồi là áp dụng luôn cho mọi trường hợp. Đó là mọi người không cần học cái bảng này luôn á. Bảng gì vậy? Được không? Được không? Được. Mẹ cái bảng của mình này nè má. Ủa con. Đó tao ngồi đó tao làm một nồi xong rồi tao mới rút ra được là chết con. Ủa còn cái gì nè, còn cái âm phờ. Thì bây giờ rồi rồi, giờ lấy thêm một chữ nữa đi ha. Đó là chữ này. Lấy thêm một chữ làm mẫu nữa đi. Là chữ này đi. Cái này tao lấy trong sách luôn nè. Ủa ăn. Đó. Ví dụ như là không đúng rồi cái chữ tao thích sao. Thôi. Rồi. Rồi bây giờ phiên âm ra đi mọi người. Phiên âm ra chữ này đi. Chữ này đọc là sao tao không biết. Rồi tao. Lên phiên âm nhiều. Rồi tao chưa bao giờ tao thấy chữ này. Ồ tao cũng chưa bao giờ thấy chữ này luôn. Chuyên cho là lên phiên âm rất là dễ. Chuyên phiên âm. Rồi. Không, tại tao giỏi là nhờ cái miệng con Tú á. Vậy đi An. An ơi, còn ngoài chơi bà chịu không em? Hả? Gì? Còn ở đó không?
Đây nè. Em còn không ta? Cái này nó đọc là squiggle. Cái này đọc là squiggle. Đúng không? Thì mình thấy là, tức là thật ra thầy cũng sẽ cho những từ mà mình biết đọc để mình ghi thôi. Squiggle thì nó sẽ là sờ nè. Xong rồi tới word. Xong rồi tới như nè. À, nhưng mà y này nó là y dài nha mọi người. Rồi tới chữ L, đúng không? Cái thằng ED này nè thì nó sẽ là âm. Nó sẽ là hả? Thiếu nha. Chữ K nữa. Thiếu gì? Không, đâu có chữ K ở đây. Đâu có W mà, cho điểm nó ghi mà. Ờ đúng rồi, sorry. Có chữ K ở đây nữa nha các bé. Có chữ K ở đây nữa. Như vậy đầu tiên là mình đi xác định tick, đúng không? Đầu tiên đi xác định tick chính là tìm cái thằng vowel. Thì y này chính là vowel nè. Đó, cho nên thằng này nó là pick. Đúng không? Như vậy trước pick thì nó sẽ là onset. Onset. Sau pick thì nó sẽ là holder. Holder đó. Rồi, bây giờ mình đi xác định cho onset thì cứ nhớ là gì? Chữ cà phê phở tái. Cà phê phở tái là nằm ở giữa. Như vậy ứng theo cái này nó sẽ là initial. Đúng rồi. Initial. Đúng không? Như vậy thì trước initial thì nó sẽ là pre, trước thì là pre initial. Và sau sẽ là post initial. Rồi. Đúng chưa? Còn cái thằng này thì sao? Khẩu thế. Là cái chữ đó là gì vậy? Một L hả? Chữ L. L hả? Chữ L. L là final hả? Còn L final. Mình thấy là nó không có nằm ở trong trường hợp, những cái trường hợp ở đây. Đúng không? It's free. Từ check đáp án cái cho nó chắc cho mọi người. Tôi sai một cái mẹ luôn đấy. Bài này bài mấy đây? Không, thì theo tôi thì như công thức của bạn Ngang là đúng rồi đó, là cà phê phở tái chính. Thì mình cứ xét cái từ đầu, thí dụ như onset đi, thì nó có ba âm phụ âm đúng không? Thì mình vô cái phụ âm đầu tiên á, nếu nó không thuộc cà phê phở tái chính thì chắc chắn sẽ là pre. Vậy thôi. Không cần suy nghĩ gì nhiều hết. Còn nếu như mà không, mà để check lại cho nó chắc coi đúng không nè. Bài này bài máy vậy mọi người. Ủa, ông tự cũng từ đó đâu vậy má? Rồi giờ hỏi. Chăm sóc mẹ. Số 8. Mấy giờ? Số 8. Mom, power. 95 hả? 95, 96 hả? 93 hả? Trang 63. Trang 63. Cái chữ D đó đó, cái chữ D đó đó An, nó cũng như chữ đó. Nó có thể là post final, nó cũng có thể là final. Chữ giờ có cái trường hợp. Có cái trường hợp chữ giờ này nè. Nhưng chỉ có cái trường hợp chữ giờ này thôi. Chữ L thì là nó sẽ làm pre final. Chữ L thì nó sẽ là pre final, đúng rồi. Thì mình sẽ xét là pre final với là post, pre final với là final. Ủa? Chữ chữ đờ nó xác định là vừa là post vừa là final được. Nó hơi bị nguy hiểm. Là bây giờ nó fixed level. Nhưng mà phải này nó nằm ở trang mấy? Trong ba Ủa cái bài này là bài gì? Ủa người tự nó lụm ở đâu má? Trong sách là sao thì không ra? Trong sách nó tiểu ra. Ngộ nghĩnh vậy? Từ A. Cái từ đầu tiên luôn á. Ôi tóc này nó dài. Final syllable, three syllable.
sách này sách lậu hả? Chưa có. Ủa, sách lậu, nhiều khi cái sách này có mà trong cái cuốn sách mà photo lộn mà không có. Ừ, có qua. Bài tập á hả? Ở đâu ta? Trang máy, trang máy. 63. Trang 63. Trời đất ơi mẹ. Mẹ lụm bài tập xong tụi mày lụm ví dụ mới có đáp án chứ bài tập như. Chơi chừng đó mình như là phía sau phải không? Cái này là đáp án phía sau. Ủa. Quên nó có đáp án phía sau lật đi. Cái bài này là thuộc chép tờ mấy? Mình tính nó vậy. Kiếm đi. Chép tờ 8. Có An, Trang 203 nha An. Ủa sao lâu quá đâu, đã cút ở dưới vậy? Ừ, bật, bật đi. 203 rồi. Đáp án, hả? Ừ, phần câu A, Trang 203. Thấy chưa? Ờ, thấy không? Rồi. Trời, thấy không? Thấy Thanh Duy giỏi không? Tra một cái là ra liền. Vỗ tay. Câu. Ủa, thấy dùng nội. Nữa chưa đi. Rồi thấy rồi. Rồi. Vậy rồi, vậy là mình đúng rồi đó. Vậy là ủa, mình đúng rồi đó mọi người. Khoai nồi. Nếu như mà nó thì chốt lại đi. Chốt lại cái cách làm đi. Đó là cứ theo như vậy, nếu như không không, nếu như mà cái không có cà phê phở tái thì cái thằng đầu tiên nó sẽ là final.